trong 9 tỷ đô la Mỹ giao dịch qua 5 sàn thương mại điện tử đa ngành lớn nhất Việt Nam năm ngoái, thì 90% thuộc Shopee, Lazada, TikTok Shop. Số liệu vừa được công bố trong báo cáo thương mại điện tử ở Đông Nam Á của Công ty Tư vấn và Quản lý Đầu tư Công nghệ Momentum Works Singapore. Trong đó, 9 tỷ đô la Mỹ là tổng giá trị giao dịch GMV qua 5 sàn thương mại điện tử đa ngành lớn nhất Việt Nam, bao gồm Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop và Sendor thị phần năm ngoái của Shopee chiếm áp đảo với 63%, gấp 2,7 lần sàn thương mại thứ hai là Lazada. Ngoài ra dù là tân binh nhưng TikTok Shop tính năng thương mại điện tử nằm trong ứng dụng mạng xã hội video ngắn TikTok đã chiếm được 4% thị phần, cao hơn sen đỏ trong khi thứ hạng thị phần của Shopee và Lazada ổn định, TikTok Shop dù mới tham gia thị trường tháng 3 năm ngoái đã phát triển rầm rộ, thậm chí có cửa cạnh tranh với đàn anh thương mại điện tử đã mất nhiều năm đốt tiền để có tiên tuổi tại Việt Nam. Đầu năm nay nền tảng giám sát danh tiếng ứng dụng trí tuệ nhân tạo Reputa cũng công bố bảng xếp hạng thương mại điện tử năm 2022. Trong khi Shopee đứng đầu không bất ngờ thì TikTok Shop chiếm hạng 3 vượt cả Tiki. Xếp hạng của Reputa tính độ phổ biến thông qua các bộ tiêu chí chấm điểm dựa trên mức độ lan tỏa, yêu thích, quan tâm, thảo luận của người dùng trên mạng xã hội. Sự thống trị của Shopee và Lazada cũng tương tự trên toàn Đông Nam Á. Shopee đứng đầu thị phần ở tất cả 6 thị trường được thống kê, gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Singapore. Lazada đứng vị trí thứ hai ở 5 thị trường và hạng nhì ở cấp độ khu vực. TikTok Shop có thị phần từ 1-5% tùy mỗi nước, với tổng giao dịch qua sàn này năm ngoái tại Đông Nam Á là 4,4 tỷ đô la Mỹ. Momentum Works đánh giá sự phát triển của sàn này cũng chính là một trong những xu hướng nổi bật năm nay. Theo số liệu của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ B2C tại Việt Nam đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 7,5% doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước. Sở dĩ quy mô này lớn hơn tính toán của Momentum Works vì bao quát toàn thị trường với các sàn giao dịch chuyên ngành và thương mại điện tử qua mạng xã hội. Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra triển vọng mua sắm online. Nghiên cứu thái độ thanh toán của người tiêu dùng do Visa công bố mới đây cho hay, 85% người tiêu dùng được hỏi nói đã sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà lần đầu trong thời kỳ đại dịch và 64% có mua sắm trên các nền tảng trực tuyến lớn năm ngoái. Trên toàn khu vực Đông Nam Á, người tiêu dùng đã chi 99,5 tỷ đô la Mỹ để mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử năm ngoái, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2020. Thương mại điện tử ở Đông Nam Á có thể đi theo quỹ đạo bình thường và lành mạnh trong vài năm tới. Shopee và Lazada sẽ giữ vị thế chia thị phần với một hoặc hai đối thủ toàn cầu khác. Zhang Gan người sáng lập và là giám đốc điều hành của Momentum Works cho biết Công ty này dự báo tổng GMV thương mại điện tử Đông Nam Á theo kịch bản bình thường sẽ đạt 175 tỷ đô la Mỹ năm 2028 và tiềm năng có thể đến 232 tỷ đô la Mỹ theo kịch bản tốt nhất.